Tình báo Nga là tẩy âm mưu của phương Tây đối với số phận Tổng thống Zelensky. Quân đội Nga tiến vào phía nam New York của Donetsk, dự định tấn công đến vùng Torres. Nga tuyên bố NATO biết sẽ không ai có thể đánh bại được Moscow. Sĩ quan Mỹ phẫn nộ trước quyết định gây tranh cãi của Ukraine. Lý do khiến phương Tây thất vọng về hội nghị thượng đỉnh Ukraine. Triều Tiên rất hài lòng với kết quả chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan báo chí Cục Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR mới đây tuyên bố phương Tây sẽ dễ dàng hy sinh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi Nga củng cố thành công trên chiến trường, còn lực lượng vũ trang Ukraine kiệt sức và mất tinh thần sẽ rơi vào tình thế vô vọng. SVR chỉ rõ, Washington và các vệ tinh của họ hài lòng với tình hình xuất hiện sau ngày 20 tháng 5 năm 2024, trong đó tính hợp pháp của ông Zelensky hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây. SVR nhấn mạnh, ông Zelensky cuối cùng đã mất hoàn toàn độc lập và mắc trong sợi dây trong tay những đồng minh phương Tây, đứng đầu là Mỹ, và sẽ không thể trốn tránh trách nhiệm gây ra một cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine. Báo cáo cho biết, các ông chủ phương Tây của Tổng thống Zelensky sẽ dễ dàng hy sinh ông ấy khi Nga củng cố những thành công của mình trên chiến trường, còn quân đội Ukraine kiệt sức và mất tinh thần sẽ rơi vào tình thế vô vọng. Trong một cuộc họp báo ngày 20 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho rằng phương Tây sẽ đổ lỗi mọi quyết định không được lòng dân cho ông Zelensky, sau đó họ sẽ tìm người thay thế ông, điều này có thể xảy ra vào nửa đầu năm sau. Nga luôn sẵn sàng đàm phán, trong khi Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ nước này phá hoại tiến trình Minsk và các cuộc đàm phán ở Istanbul. Ông Putin nói và lưu ý rằng các điều khoản mà ông đưa ra sẽ không có hiệu lực mãi mãi. Ngày 19 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đặt ra một điều kiện bất khả thi đối với chính quyền Ukraine nếu muốn gia nhập liên minh, đó là đánh bại Moscow. Bà Zakharova nêu rõ, NATO biết sẽ không có ai có thể đánh bại được Nga. Không một tổng thư ký nào của liên minh này dám thừa nhận công khai điều đó. Nhưng có thể một ngày, họ có thể thừa nhận lý do tại sao ngay từ đầu họ lại thực hiện một hành động mạo hiểm như vậy. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, chính vì điều này Ukraine sẽ không bao giờ có thể gia nhập NATO. Về cơ hội Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU, bà Zakharova cho hay, khối này trở thành một cánh tay kinh tế của NATO và EU cũng đã đặt ra cái giá cho Kiev, tương tự như Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Trước đó phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, việc Ukraine thất bại trước Nga sẽ khiến Liên minh này dễ bị tổn thương hơn, nhấn mạnh. Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Kiev không phải là từ thiện, đó là vì lợi ích an ninh của chúng ta. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương cũng lên tiếng giải thích về quyết định hiện đại hóa, tiềm lực hạt nhân của NATO, nhấn mạnh rằng động thái này vốn đã được lên kế hoạch từ lâu, chứ không phải là phản ứng trước bất kỳ quyết định cụ thể nào từ phía Nga. Ông khẳng định, NATO đã và vẫn sẽ là một liên minh hạt nhân. Chúng tôi có vũ khí hạt nhân có khả năng răn đe hiệu quả và đáng tin cậy. Chúng tôi đã có tiềm lực này trong nhiều năm nay, NATO đang ở trong quá trình hiện đại hóa. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không đem vũ khí hạt nhân ra đe dọa, lưu ý rằng Moscow có học thuyết hạt nhân, trong đó nêu rõ việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể thực hiện trong những trường hợp đặc biệt. Một trong những tình huống được sử dụng là xảy ra hành động gây hấn đối với Nga hoặc các đồng minh của Moscow bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hay hành động gây hấn bằng vũ khí thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Mới đây, tại triển lãm Hải quân quốc tế 2024 ở Kronstadt, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev đã đưa ra những tuyên bố quan trọng liên quan đến tương lai của hạm đội Nga và sự sẵn sàng của lực lượng này trước những thách thức mới. Theo ông Moiseyev, điều kiện hiện đại đòi hỏi Nga không chỉ hiện đại hóa lực lượng hải quân mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những xung đột quân sự có thể nảy sinh từ hướng biển và đại dương. Đô đốc Moiseyev cảnh báo về nguy cơ kích động xung đột quân sự và tạo điều kiện cho việc sử dụng lực lượng vũ trang chống lại Nga. Trong bối cảnh căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng với hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, khuyến cáo như vậy có ý nghĩa đặc biệt. Ông Moiseyev đảm bảo Nga đã sẵn sàng cho những thách thức mới và đang tích cực nỗ lực hiện đại hóa hạm đội. Điều này sẽ cho phép Moscow chống lại mọi mối đe dọa một cách hiệu quả. Đặc biệt chú ý đến việc phát triển lực lượng tàu ngầm. Đô đốc Moiseyev lưu ý, việc chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ 5 đang được tiến hành. Động thái trên là một phần của chương trình đổi mới hạm đội rộng lớn hơn, bao gồm việc chuyển đổi từ tàu ngầm thế hệ thứ 3 sang thế hệ thứ 4. Vì vậy, Nga cần tìm cách củng cố vị thế dưới nước và tăng cường hiệu quả của lực lượng tàu ngầm. Tại triển lãm Hải quân quốc tế, Đô đốc Moiseyev cũng tuyên bố bổ sung đáng kể cho hạm đội các tàu mới trong năm nay. Dự kiến bao gồm 12 tàu, trong đó có tàu hạng nhất, tàu vùng biển xa và tàu ngầm hạt nhân. Tổng cộng, nhà máy đóng tàu sẽ bàn giao 50 chiến hạm khác nhau cho Hải quân Nga. Bước đi này nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho hạm đội và nâng cao hiệu quả chiến đấu. Theo kế hoạch năm nay, Nga đang thực hiện chương trình đóng mới 50 đơn vị tàu chiến khác nhau. Đô đốc Moiseyev lưu ý, bước đi như vậy là cần thiết để bảo vệ lợi ích của Moscow trên các đại dương trên thế giới và tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước. Cần đặc biệt lưu ý đến kế hoạch chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ 5. Phương tiện dưới nước này hứa hẹn sẽ là bước đột phá thực sự trong lĩnh vực công nghệ hàng hải và củng cố đáng kể vị thế của Nga trong các hoạt động quân sự. Tàu ngầm thế hệ thứ 5 sẽ có mức độ tự động hóa cao, khả năng tàng hình được cải thiện, phạm vi hoạt động tăng lên và vũ khí mạnh mẽ hơn. Việc phát triển phương tiện như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực và khoản đầu tư đáng kể, nhưng việc đưa chúng vào sử dụng dự kiến sẽ thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trên trường quốc tế. Nga đã chứng tỏ khả năng chế tạo tàu ngầm tiên tiến và những phát triển mới sẽ tiếp tục truyền thống này, mang lại lợi thế cho Moscow trong các hoạt động dưới biển. Trong tình hình quốc tế hiện nay, với đặc điểm căng thẳng gia tăng và hoạt động quân sự mở rộng, việc hiện đại hóa Hải quân Nga có tầm quan trọng đặc biệt. Đầu tư phát triển công nghệ mới, đổi mới hạm đội và tăng cường lực lượng tàu ngầm là những biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích của Nga trên khắp các đại dương thế giới. Tuy nhiên, bước đi như vậy cũng đòi hỏi nguồn lực đáng kể và sự phối hợp nhịp nhàng. Nga phải tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đào tạo các chuyên gia có trình độ cao và duy trì hợp tác chặt chẽ với đối tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm và tiến bộ công nghệ. Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm, ông Mark Rutte dự kiến trở thành tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Hungary. Được biết, ông Rutte có mối quan hệ tốt với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, giới quan sát nhận định, điều này có thể giúp NATO thoát khỏi bế tắc với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine, bất kể ai giành được Nhà Trắng. Trong 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên châu Âu của Liên minh và đe dọa rút khỏi NATO nếu họ không đóng góp nhiều hơn cho chi tiêu quân sự của khối. Trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 2 năm nay, ông Trump cảnh báo sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những đồng minh NATO không đáp ứng yêu cầu về chi tiêu quốc phòng chiếm ít nhất 2% GDP. Nhà nghiên cứu quốc phòng tại tổ chức tư vấn Globosec có trụ sở tại Slovakia, ông Roger Hinton nhận định, trong trường hợp cựu Tổng thống Trump giành chiến thắng, thì ông Rutte có thể là người phù hợp nhất để hợp tác với ông. Tại hội nghị an ninh Munich thường niên gần đây, ông Rutte nói rằng các nhà lãnh đạo nên ngừng rên rỉ và than vãn về ông Trump khi ông kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà quan sát Hinton cho biết một đặc điểm bị đánh giá thấp trong hồ sơ của ông Rutte có thể có giá trị lớn là mối quan hệ tốt đẹp của ông Rutte với ông Trump nếu cựu Tổng thống Mỹ giành lại Nhà Trắng. Theo các báo cáo, ông Rutte đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2018. Ông nói thêm, khả năng điều hướng khéo léo Nhà Trắng dưới thời ông Trump của ông Rutte sẽ có tầm quan trọng hiện hữu với NATO và Ukraine. Cơ hội để ông Rutte thay thế ông Jens Stoltenberg, người sẽ từ chức vào tháng 10, đã tăng lên sau khi Hungary và Slovakia cho biết họ sẽ ủng hộ việc đề cử ông lãnh đạo liên minh 32 quốc gia này. Tuy nhiên, Romania vẫn là quốc gia cuối cùng chưa ủng hộ ông Rutte trở thành tổng thư ký tiếp theo của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này. Trong khi đó, đương kim tổng thư ký NATO Stoltenberg đánh giá, rõ ràng chúng ta đã tiến rất gần đến một thỏa thuận trong liên minh. Đó là tin tốt và ông Mark Rutte là một ứng cử viên rất nặng ký. Cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, ông John Foreman cho biết, tôi không mong đợi bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào dưới thời ông Rutte. Tuy nhiên, ông ấy là một nhà điều hành chính trị sắc sảo, giàu kinh nghiệm, lịch sự và có mối quan hệ đặc biệt tốt, rất thành thạo trong việc tìm kiếm và theo dõi tình hình chính trị trong liên minh. Chuyên gia nói thêm, với việc ông ấy nhận được sự ủng hộ ban đầu từ Mỹ và Đức, tôi không cho là ông ấy sẽ thẳng thắn như ông Stoltenberg trong việc ủng hộ Ukraine và ông ấy có thể đi theo đường lối của Washington. Ngày 19 tháng 6, ứng viên Thủ tướng của Đảng Mặt trận Quốc gia RN cực hữu, ông Jordan Bardella cho biết, nếu được chọn làm Thủ tướng trong trường hợp Đảng của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Pháp sắp tới, ông sẽ đưa ra chính sách mới về hỗ trợ Ukraine, ông nói. Tôi vẫn duy trì lập trường hỗ trợ Ukraine các trang thiết bị quốc phòng, đạn dược, hoạt động hậu cần chiến dịch, vũ khí phòng thủ để họ tự vệ và giữ phòng tuyến. Nhưng khác với Tổng thống Emmanuel Macron, tôi phản đối việc điều binh sĩ Pháp tới Ukraine. Đây là lằn ranh đỏ. Ông Bardella cũng cảnh báo sẽ ngăn chuyển giao cho Ukraine tên lửa tầm xa hoặc các loại vũ khí khác mà nước này có thể dùng để tấn công lãnh thổ Nga, do chúng có thể làm leo thang căng thẳng tại Đông Âu. Paris và Kiev đang xây dựng kế hoạch đưa huấn luyện viên quân sự phương Tây tới Ukraine, trong đó có các binh sĩ Pháp. Kế hoạch này có thể bị đe dọa nếu đảng RN thành lập được chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử sớm, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7. Nếu kết quả các cuộc thăm dò là chính xác, đảng RN sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trong Quốc hội Pháp và nếu họ giành được đa số ghế, ông Bardella có thể trở thành thủ tướng tiếp theo. Khi kịch bản này xảy ra, Tổng thống Macron vẫn là Tổng tư lệnh quân đội Pháp, còn ông Bardella sẽ kiểm soát ngân sách. Điều này sẽ khiến Tổng thống Macron không còn kiểm soát các chương trình nghị sự trong nước, trong đó có chính sách kinh tế, nhập cư và tài chính. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các chính sách khác như viện trợ cho Ukraine, do ông Macron cần được Quốc hội thông qua bất cứ khoản ngân sách nào liên quan. Ông Bardella khẳng định muốn tránh mọi nguy cơ leo thang với Nga do đây là một cường quốc hạt nhân. Ông cũng cam kết khôi phục hòa bình và ổn định chính trị trong khu vực, đồng thời khẳng định sẽ duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức cao, ông Bardella nói. Tôi muốn Pháp có thể tiếp tục tái vũ trang. Tôi có tham vọng đảm bảo chủ quyền và quyền tự chủ chiến lược của Pháp, đồng thời sẽ tiếp tục các nỗ lực tài chính được nêu trong đạo luật về xây dựng kế hoạch quân sự. Đạo luật của ông Bardella nhắc đến được Quốc hội Pháp thông qua năm ngoái, dự kiến chi tổng cộng gần 443 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng tới năm 2030. Ông Bardella được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Đảng tới năm 2019. Cùng năm đó, ông trở thành nghị sĩ trẻ thứ hai trong lịch sử châu Âu. Ông cũng từng là người phát ngôn của RN và Chủ tịch nhóm thanh niên thế hệ quốc gia, trước đây là Mặt trận Thanh niên Quốc gia với sự hướng dẫn của cựu nhà báo Pascal Humil. Được biết, dù là con của người nhập cư, ông Bardella luôn đề cao khẩu hiệu chống nhập cư của RN. Tại một sự kiện vận động, ông nói, nền văn minh của chúng ta sẽ lụi tàn bởi vì nó sẽ bị nhấn chìm bởi những người di cư, những người sẽ thay đổi phong tục, văn hóa và lối sống của chúng ta một cách không thể thay đổi được. Mới đây, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, đại tá nghỉ hưu Douglas MacGregor nhận định chính sách kéo dài xung đột ở Ukraine của Washington đã đẩy nước này vào tình thế thảm khốc. Ông viết, người Ukraine đang sống trong địa ngục mà chính của Washington đã tạo ra cho họ. Theo quan chức này, việc Kiev từ chối giải quyết chính trị cuộc xung đột dưới áp lực từ Mỹ với tư cách là đồng minh chính của nước này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở nước này và sự tàn phá trong quân đội. Ông MacGregor giải thích, ngày nay, quân đội Ukraine dựa vào những người đàn ông và trẻ vị thành niên mà quân đội và cảnh sát có thể buộc mặc đồng phục và gửi ra mặt trận khốc liệt trước sự tấn công dữ dội của Nga. Luật tăng cường huy động quân sự ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2024. Văn bản này bắt buộc tất cả những người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải cập nhật dữ liệu của mình tại cơ quan đăng ký và nhập ngũ trong vòng 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Để thực hiện việc này, công dân Ukraine cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký và nhập ngũ quân sự hoặc đăng ký vào tài khoản điện tử của người nhập ngũ. Lệnh triệu tập sẽ được coi là đã tống đạt ngay cả khi người lính nghĩa vụ chưa tận mắt nhìn thấy. Ngày giao lệnh triệu tập sẽ được coi là ngày mà tài liệu được đóng dấu. Dự luật quy định rằng những người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự phải luôn mang theo thẻ căn cước quân sự bên mình và xuất trình theo yêu cầu đầu tiên của nhân viên văn phòng đăng ký, nhập ngũ và cảnh sát. Điều khoản xuất ngũ không được nêu rõ trong văn bản. Quy định này đã bị lược bỏ khỏi văn bản, gây phẫn nộ trong một số đại biểu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, quy định công nhận tình trạng của các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, Zaporizhia và Kherson là các khu vực của Nga, củng cố tình trạng không liên kết và không có hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa nước này, cũng như bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga. Phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Sau vụ nổ Nord Stream năm 2022, khí đốt từ đường ống thoát ra môi trường dưới dạng khí thải metan vẫn còn ở biển Baltic. Theo đó, phần lớn khí metan thải ra phía nam biển Baltic từ đường ống này vẫn còn ở trong nước. Dữ liệu đã được chứng minh qua các phép đo do các nhà nghiên cứu từ Đại học Gothenburg, Thụy Điển thực hiện. Đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 dưới đáy biển Baltic đã phát nổ ở phía đông đảo Bornholm vào cuối tháng 9 năm 2022. Vụ nổ dẫn tới một trong những vụ phát thải khí metan phi tự nhiên lớn nhất từng xảy ra. Khí rò rỉ từ đường ống Nord Stream dẫn tới sự bão lớn trên mặt nước, và các phép đo cho thấy hàm lượng khí mê-tan sau vụ rò rỉ đã tăng cao trong khí quyển. Tuy nhiên, phần lớn khí mê-tan thoát ra từ đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 không hề nổi lên bề mặt mà hòa tan trong nước. Đây là kết luận từ nghiên cứu được công bố trên Scientific Report. Giáo sư hóa học biển tại Đại học Golden Book, bà Karolina Abrahamsson cho biết, dựa trên những gì đo được, chúng tôi ước tính có khoảng 10.000 đến 50.000 tấn khí mê-tan vẫn còn trong biển Baltic ở dạng hòa tan. Khí mê-tan thoát ra từ đường ống dẫn khí dưới biển Baltic lan rộng trên diện rộng và hòa tan trong nước. Khí mê-tan cũng thường có trong nước, được hình thành từ quá trình phân hủy vật chất hữu cơ ở lớp trầm tích đáy. Giáo sư Abrahamsson lưu ý, trong nghiên cứu, chúng tôi có thể phân biệt khí mê-tan đến từ vụ rò rỉ đường ống Nord Stream với khí mê-tan hiện diện tự nhiên trong nước. Nhờ vào việc mê-tan từ đường ống dẫn khí có thành phần đồng vị khác với khí thoát ra từ trầm tích đáy. Còn quá sớm để nói tác động của nồng độ khí mê-tan tăng sau vụ nổ đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 đối với đời sống sinh học ở phía nam biển Baltic. Bà Abrahamsson cho biết, trong đoàn thám hiểm các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu sinh vật phù du ở khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ phá hoại đường ống Nord Stream để nghiên cứu và các phân tích vẫn chưa hoàn tất. Do đó, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết thực vật phù du và động vật phù du bị ảnh hưởng như thế nào. Liên quan tới phát thải khí mê-tan khi đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 cung cấp khí đốt cho Đức phát nổ năm 2022. Financial Times lưu ý lượng khí mê-tan rò rỉ trong sự cố này lớn tới mức có thể nhìn thấy từ ngoài không gian. Cuối tháng 4 năm nay, Viện Khí tượng Phần Lan cho biết lượng khí mê-tan thải ra khi đường ống Nord Stream bị phá hoại là một lượng lớn, ước tính khoảng 330 kiloton. Trên quy mô toàn cầu, lượng khí thải này hầu như không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào có thể phát hiện được đối với khí hậu. Vào thời điểm khí thải rò rỉ sau sự cố Nord Stream, nhà khoa học cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hành tinh ở Tucson, Arizona, Mỹ, ông Jeffrey Cargill chia sẻ với Politico rằng vụ rò rỉ thực sự đáng lo ngại. Tuy nhiên, ông Cargill nhận định, dù lượng khí đốt tổn thất trong vụ nổ đường ống dẫn khí ở Baltic rõ ràng là lớn nhưng không phải là thảm họa khí hậu như người ta nghĩ. Truyền thông Ukraine mới đây cho biết, quân đội Nga đang tiến vào phía nam thị trấn New York và dự định tiếp tục phát triển tấn công đến vùng Torres của tỉnh Donetsk. Theo các nguồn tin địa phương, lực lượng vũ trang Nga đã đột ngột đánh vào phía nam khu định cư New York, trước đây là Novgorod. Ngôi làng nằm cách Golovka 6 km về phía tây và nằm ở phía bắc, đông bắc thành phố thủ phủ của tỉnh Donetsk, hiện đang do quân đội Nga kiểm soát. Cuộc đột phá vào New York bắt đầu bằng các hành động tích cực của một nhóm xe tăng, sau đó là các đội hình tấn công hỗn hợp của quân đội Nga. Vì New York nằm ở vùng đất thấp, nên đây là điểm trung chuyển quan trọng để quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công về phía Nelepolka và cuộc đột phá tiếp theo tới Torres de Zerzin. Việc Nga kiểm soát New York cũng sẽ khiến Kiev không thể sử dụng bàn đạp này để tấn công vào Golovka. Bên cạnh việc tấn công vào New York, các nhóm quân của lực lượng vũ trang Nga cũng đã tiến tới làng Leninskoye và phía nam Djorovka. Các kênh điện tín của đối phương cũng đưa tin về sự xuất hiện của quân đội Nga trên con phố đầu tiên của làng Severnoye gần Torres. Sau đó, lực lượng vũ trang Nga có thể tăng áp lực lên đối phương về phía đường cao tốc N32 tới Konstantinovka và kiểm soát nó, để vòng qua Chasovia từ phía nam. Cho đến thời điểm hiện tại, một phần của nhóm quân đội Nga ở Ocheretin đang tiến về phía Konstantinovka từ phía nam. Điều quan trọng cần lưu ý là cuộc tấn công mạnh của Nga ở hướng Tây đã gây bối rối cho Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine, bởi nó diễn ra sau khi một số đơn vị của Ukraine ở khu vực này được điều động lên tăng viện cho mặt trận Kharkov, cụ thể là ở khu vực thị trấn Volchan. Cùng lúc đó, các sư đoàn 3 và 144 của Tập đoàn quân 20 Liên bang Nga đã đánh từ vùng Lugansk sang Kharkov ở khu vực phòng thủ của lữ đoàn Azov Ukraine. Quân đội Nga đã tiếp cận các khu định cư Chernetchina, Pervomaiskoye và sau đó giành được khu định cư Borovaya. Ở khu vực Chasovya, sư đoàn dù cận vệ 98 của lực lượng vũ trang Nga đang tiến rất chậm ở tiểu khu Kanan của thành phố, trước sự kháng cự quyết liệt của các đơn vị Ukraine đang phòng thủ ở đây. Việc kiểm soát thành phố Chasovya ở Donetsk là vô cùng quan trọng đối với quân đội Nga, vì nó sẽ mở đường tới Konstantinovka, Dzhukovka, Kramatorsk và Slavian, nên cuộc chiến giành giật thành phố này đã được Nga bắt đầu triển khai vào cuối tháng 3 năm 2024 đến nay. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã tái triển khai tại đây các lữ đoàn cơ giới độc lập số 24, 30, 41, các tiểu đoàn tấn công độc lập số 225 và 425, cũng như các đơn vị máy bay không người lái để tăng cường khả năng phòng thủ ở thành phố này. Hầu như tất cả các tòa nhà đô thị cao tầng đã bị biến thành điểm tập trung khổng lồ các điểm bắn, nơi súng cối, súng máy, súng phóng lựu, máy bay không người lái và lính bắn tỉa của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố thủ để tạo ra lưới hỏa lực dày đặc khiến quân đội Nga không thể tiến nhanh. Trong tình hình hiện tại, không thể vượt qua thành phố nên các nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Nga sẽ tấn công khi tình hình cho phép. Tình hình khó khăn tương tự đối với quân đội Nga đang diễn ra ở khu vực lân cận, kênh Seversky, Donetsk, Donbass, nơi quân đội Ukraine đang nắm giữ lợi thế về địa hình với nhiều mỏ đá, nhiều cây cối rậm rạp và độ cao thay đổi, cùng với các bãi mìn và ổ hỏa lực khổng lồ, máy bay không người lái rình rập. Tuy nhiên, Nga vẫn giành lợi thế về lực lượng và trang bị, cùng với đó là lực lượng dự bị dồi dào và khả năng điều động linh hoạt khiến Nga có thể nhanh chóng thay đổi cục diện ở một khu vực ngay khi xuất hiện thời cơ, điều mà lực lượng vũ trang Ukraine không thể có được. Ngày 18 tháng 6, truyền thông Thụy Sĩ dẫn lời các nhà chức trách đưa tin, Mỹ đã trì hoãn việc chuyển tên lửa đánh chặn tầm xa theo lịch trình cho Thụy Sĩ để ưu tiên cho nhu cầu quân sự của Ukraine. Theo đó, tuần trước, Tổng thống Joe Biden tuyên bố những nước mua vũ khí Mỹ sẽ phải ủng hộ Kiev vì Ukraine cần vũ khí này nhiều hơn để tiếp tục chiến đấu với Nga. Thụy Sĩ nằm trong số các quốc gia bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Mùa thu năm ngoái, quốc gia châu Âu này đã đặt mua tên lửa BAC-3 cho hệ thống Patriot do Mỹ thiết kế, trị giá 300 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 340 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyến hàng đã hứa sẽ không đến đúng thời hạn do xung đột Ukraine. Một số nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ nói với hãng tin này, trong đó khẳng định Kiev đang cướp vũ khí. Quân đội Thụy Sĩ sau đó đã xác nhận với báo chí rằng thông tin này là đúng sự thật. Theo quân đội, tình hình này cho thấy Thụy Sĩ cần một lần nữa có một ngành công nghiệp quốc phòng độc lập và mạnh mẽ, đồng thời đa dạng hóa hoạt động mua sắm giữa các nhà sản xuất và quốc gia. Năm ngoái, Mỹ đã ủy quyền cho Thụy Sĩ mua tới 72 tên lửa đánh chặn MSE BAC-3 tiên tiến với tổng trị giá 700 triệu đô la Mỹ. Theo các nguồn tin truyền thông Thụy Sĩ, việc giao hàng dự kiến diễn ra vào cuối những năm 2020 hoặc đầu những năm 2030. Washington được cho là đã tuyên bố bất khả kháng, cho phép thay đổi thỏa thuận do các trường hợp nghiêm trọng không lường trước được. Theo báo cáo của Mỹ đã nói với các quan chức Thụy Sĩ, cuộc khủng hoảng Ukraine tạo thành một vấn đề an ninh quốc gia đối với Mỹ. Ngày 18 tháng 6, một cảnh báo nắng nóng cực độ được ban hành, ảnh hưởng đến hơn 70 triệu người Mỹ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWC đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ kéo dài ở vùng bờ đông và trung tây nước này. Hãng tin AP đưa tin, thời tiết nắng nóng đang phá kỷ lục ở nhiều thành phố. Năm ngoái, Mỹ hứng chịu số đợt nắng nóng cao nhất kể từ năm 1936, khi thời tiết nắng nóng bất thường kéo dài hơn 2 ngày. Nhà chức trách một lần nữa kêu gọi người dân đề phòng, không chỉ riêng tại thành phố Phoenix của Mỹ, đã có hàng trăm người không qua khỏi vì nắng nóng. Đây là một kỷ lục đáng buồn. Hôm 15 tháng 6, nhiệt độ trong thành phố này lên tới 44 độ C. Khi khoảng 80 triệu người từ bang Indiana đến New Ireland phải chịu cảnh nắng nóng hoặc cảnh báo nhiệt độ quá cao, Thống đốc bang New York Cathy Hochul đã kích hoạt trung tâm điều khiển khẩn cấp của bang để ứng phó với nhiệt độ cao, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tuần. Một ngày sau khi thành phố Syracuse hứng chịu nhiệt độ 34,4 độ C, vượt nền nhiệt cao kỷ lục từ năm 1994, bà Hochul nói, đây là một sự kiện nguy hiểm. Chúng tôi đã chứng kiến những trận bão tuyết, lũ lụt, bão tố, lốc xoáy. Nhưng đợt nắng nóng này có nhiều khả năng gây ra nhiều trường hợp tử vong hơn. Bang New York sẽ mở cửa các bãi biển và hồ bơi công cộng sớm để người dân có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ vào ngày 19 tháng 6. Theo kế hoạch phân cấp ứng phó với nắng nóng, thành phố New York sẽ mở các trung tâm làm mát đầu tiên trong năm nay. Thành phố Chicago đã ghi nhận mức nhiệt trên 36 độ C tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare vào ngày 17 tháng 6 và vỡ kỷ lục 35,5 độ C được thiết lập vào năm 1957. Nhiệt độ dao động quanh mức gần 33 độ C hôm 18 tháng 6 với chỉ số nhiệt, yếu tố nhiệt độ và độ ẩm để đo lường mức độ cảm giác nóng chạm tới 35 độ C. Nhà khí tượng học Mark Rutte của NWS cho biết, các thành phố Detroit và Philadelphia cũng như những thành phố ở các bang New Hampshire, Connecticut và Maine cũng sẽ có nhiệt độ cao kỷ lục trong những ngày tới. Ở phía Tây, lực lượng cứu hỏa địa phương đã phải vật lộn với nền nhiệt tăng cao, độ ẩm thấp và gió thổi mạnh khi họ tìm cách ngăn chặn đám cháy rừng bắt đầu bùng phát hôm 15 tháng 6 ở khu vực Tây Bắc Los Angeles và đã thiêu rụi trên 4.856 hectare. Ngọn lửa buộc khoảng 1.200 người phải sơ tán khỏi khu giải trí ngoài trời Hungry Valley. Hôm 18 tháng 6, chính quyền địa phương cho biết ở miền nam bang New Mexico, cháy rừng đã bùng phát ở phía bắc và phía nam làng Ruidoso, buộc cộng đồng gồm khoảng 8.000 cư dân phải sơ tán. Sóng nhiệt cũng quét qua các khu vực phía Bắc Trung Quốc vào tháng 6, nơi nhiệt độ được ghi nhận là 40 độ C. Nhiệt độ không khí cũng tăng trên 40 độ C tại một số khu vực ở Bắc Kinh. Theo các bác sĩ, trong một năm trên thế giới, nhiệt độ cao bất thường khiến sức khỏe của khoảng 220 triệu người từ 65 tuổi trở lên suy giảm. Và con số hàng năm này cao hơn nhiều so với những thập kỷ trước. Tại các nước EU vào năm 2022, tỷ lệ tử vong gia tăng do nắng nóng đã vượt 61.000 người. Tại nhiều thành phố lớn của Liên bang Nga, nắng nóng gây nguy cơ kép đối với sức khỏe cộng đồng. Nhiệt độ khắc nghiệt có thể gây ô nhiễm không khí. Nhìn chung, ở các thành phố của Nga, tỷ lệ tử vong lên tới 70 đến 10.000 trường hợp mỗi năm. Ông Boris David thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, ở những thành phố sử dụng than nhiều, tỷ lệ tử vong có thể cao hơn. Điển hình ở các thành phố Siberia và Viễn Đông. Theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, do biến đổi khí hậu, số người phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực độ đang gia tăng theo cấp số nhân ở tất cả các khu vực trên thế giới. Để giảm thiệt hại do các đợt nắng nóng, chuyên gia Revit cho rằng việc phủ xanh các thành phố sẽ hạn chế mức tăng nhiệt. Do đó, cơ sở hạ tầng xanh đô thị phải trở thành một phần bắt buộc trong quy hoạch thành phố. Ngay sau khi Tổng thống Putin kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, các quan chức Triều Tiên cho biết chính phủ nước này rất hài lòng với kết quả chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với Moscow. Đại biện lâm thời của Bình Nhưỡng tại Nga, Lee Jong-jin nói, theo đúng nghĩa đen, ngày hôm nay đã có một cuộc gặp và đàm phán lịch sử giữa các nhà lãnh đạo hai nước chúng ta. Và kết quả của cuộc gặp này là một hiệp ước liên quốc gia mạnh mẽ mới đã ra đời. Phát biểu trong buổi dạ tiệc tại Đại sứ quán Triều Tiên, đại diện lâm thời Lee Jong-jin hy vọng phái đoàn Nga do Tổng thống Putin dẫn đầu đã có thời gian vui vẻ và hiệu quả tại Triều Tiên và cảm nhận được sự ấm áp chân thành của người dân nước này. Tổng thống Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên vào ngày 18 và ngày 19 tháng 6. Trong suốt chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi trong hơn 10 giờ đồng hồ. Sau cuộc hội đàm ở Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp định về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thay thế các văn kiện tương tự được ký vào năm 1961. Và năm 2000. Trước đó, ông Putin cho biết một tài liệu cơ bản mới đã được chuẩn bị và đặt nền tảng cho mối quan hệ lâu dài của hai nước. Tại cuộc họp báo sau lễ ký kết, ông Putin nhận định hiệp ước này là một bước đột phá, giúp đưa quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Đáp lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết với việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, hai nước sẽ đưa quan hệ đồng minh lên một tầm cao mới. Ông cũng cho rằng đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ hòa bình, an ninh và xây dựng quốc gia vững mạnh vì lợi ích chung của cả hai nước. Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Usakov đã lý giải sự cần thiết của một hiệp định mới, với lý do sự phát triển sâu sắc của tình hình địa chính trị trên thế giới và khu vực, cũng như những thay đổi đã diễn ra trong quan hệ song phương gần đây. Ông Usakov nói thêm rằng, thỏa thuận này không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào mà chỉ thúc đẩy sự ổn định ở Đông Bắc Á. Ông Usakov không tiết lộ tài liệu này có bao gồm hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên hay không, mà chỉ lưu ý rằng sẽ tính đến tất cả những diễn biến mới nhất, bao gồm cả các vấn đề an ninh. Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine diễn ra tại Thụy Sĩ vừa qua được cho là đã không đáp ứng được kỳ vọng của phương Tây, khi nhiều quốc gia Nam bán cầu từ chối tham gia hoặc không ký vào thông cáo chung. Toria cho biết, các quốc gia đang phát triển đã bác tối hậu thư mới của NATO gửi đến Moscow vì Nga không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Thụy Sĩ. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine được quảng bá rộng rãi, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tại Bukenstock, Thụy Sĩ. Mặc dù có hơn 160 quốc gia được mời, nhưng chỉ có 91 quốc gia tham gia. Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Brazil, những quốc gia từ chối tham dự vì chỉ có một bên trong cuộc xung đột được mời. Trong số 91 người tham gia, chỉ có 80 người đồng ý ký vào thông cáo cuối cùng, trong khi Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Brazil, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Indonesia, Armenia, Thái Lan và Mexico từ chối xác nhận tuyên bố này. Giáo sư đã nghỉ hưu của Trung tâm Nghiên cứu Nga và Trung Á tại Đại học Jawaharlal Nehru, tiến sĩ Anuradha Chenoy nhận định, quyết định của Ấn Độ không ký thông cáo cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Thụy Sĩ không có gì đáng ngạc nhiên. Học giả Chenoy lý giải, Ấn Độ đã chứng minh một cách chính xác rằng một hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ không có ý nghĩa gì nếu các bên đối lập không có mặt. Bằng cách không mời Nga dự hội nghị thượng đỉnh, Thụy Sĩ đã thể hiện ý định đưa ra yêu cầu đơn phương hơn là kêu gọi đàm phán hòa bình. Tổng thống Brazil Lula da Silva không tham dự hội nghị thượng đỉnh mà chỉ cử đại diện tham gia với tư cách quan sát viên. trưởng khoa điều hành khoa khoa học quản lý tại Đại học Công nghệ Durban ở Nam Phi. Giáo sư Fuluhelo Neswera cho biết, Nam Phi từ chối ký văn bản vì lý do tương tự. Ahmed Al-Ibrahim là chuyên gia quan hệ Ả Rập-Mỹ có trụ sở tại Riyadh và là nhà phân tích chính trị giải thích. Quyết định của Ả Rập Xê Út không ủng hộ tuyên bố này là do sự kết hợp của ba yếu tố chính. Thứ nhất, Ả Rập Xê Út thường đặt mục tiêu duy trì lập trường trung lập để giữ gìn mối quan hệ ngoại giao. Thứ hai, mối quan hệ kinh tế quan trọng của vương quốc này với Nga, đặc biệt là thông qua OPEC cộng, có thể đã ảnh hưởng đến quyết định tránh gây nguy hiểm cho các mối quan hệ này. Thứ ba, Ả Rập Xê Út tập trung vào sự ổn định khu vực và lợi ích chiến lược của mình thay vì vướng vào một cuộc xung đột ở châu Âu. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu đề xuất hòa bình của riêng mình cho Ukraine. Ông Putin yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi toàn bộ khu vực Donbass, Zaporizhia và Kherson, những nơi đã bỏ phiếu gia nhập Nga và từ bỏ ý định gia nhập NATO trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Chuyên gia Chenoy nhận định, thông điệp và tuyên bố của Tổng thống Putin về đề xuất hòa bình của ông là rất quan trọng và mang tính hòa giải. Nó mang lại một cơ hội công bằng khác cho hòa bình ở châu Âu. Ông cũng cho biết thêm, phương Tây rõ ràng không muốn chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Đề xuất hòa bình đầu tiên của Moscow đã được các phái đoàn Nga và Ukraine thảo luận vào tháng 3 năm 2022, nhưng sau đó bị chệch hướng do sự can thiệp của Thủ tướng Anh Boris Johnson và các đồng minh NATO, học giả Chenoy cho biết. Rõ ràng là tập thể phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang chuẩn bị cho sự leo thang trong cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Phương Tây biết rõ rằng Nga đang chiến thắng trong cuộc chiến này, vị chuyên gia nhấn mạnh. Đồng thời, mục tiêu của phương Tây vẫn là làm suy yếu và kiềm chế Nga cũng như thay đổi chế độ. Họ coi thất bại của Ukraine là một mối đe dọa hiện hữu, vì điều đó sẽ làm suy yếu NATO. Theo chuyên gia Al-Ibrahim, đề xuất của Tổng thống Putin mang lại một khuôn khổ thay thế cho các cuộc đàm phán hòa bình, mà có thể được một số quốc gia coi là cân bằng hơn so với cách tiếp cận của Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ. Nhà phân tích có trụ sở tại Riyadh cho biết, nhiều quốc gia có thể coi đề xuất của ông Putin là con đường nhanh hơn, dẫn đến ổn định khu vực, giảm tác động lan tỏa của xung đột với các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực và giá năng lượng. Các chuyên gia thông tấn Nga nhận định rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ đã chứng minh miền Nam bán cầu có lập trường riêng và phương Tây không thể ép buộc họ phải tuân theo như thời kỳ thuộc địa. Giáo sư Neswera cho biết, lịch sử của Nam bán cầu bị khuất phục trước nhiều hành động tàn bạo của các cường quốc thực dân trước đây, cả ở châu Phi và Đông Nam Á. Ông lưu ý, bất cứ nơi nào xảy ra xung đột trên toàn cầu, luôn có bàn tay vô hình từ phía Bắc bán cầu và các quốc gia phía Nam bán cầu vô cùng bất bình trước động lực quyền lực không thuận lợi cho điều kiện, sự phát triển của họ. Chuyên gia Vinicius Vieira cho rằng, miền Nam toàn cầu không còn coi phương Tây là người hòa giải hợp pháp, đặc biệt là với cách tiếp cận một chiều rõ rệt của Hội nghị Thượng đỉnh Thụy Sĩ đối với xung đột Ukraine. Chuyên gia Vieira kết luận, điều mà Nam bán cầu muốn là đối thoại về biến đổi khí hậu, đối thoại để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn để sống, để dập tắt xung đột. Mỹ được cho là đang cân nhắc việc hủy bỏ dự án tiêm kích tàng hình thế hệ 6 do gặp phải giới hạn về công nghệ và chi phí, có khả năng thay thế bằng các máy bay đời cũ kết hợp với UAV. Mẫu chiến đấu cơ tàng hình mới của quân đội Mỹ hiện đang được phát triển trong dự án tiêm kích bầu trời thế hệ mới NGAD, đã từ lâu được xem là trọng tâm trong lớp vũ khí mới của Mỹ. Loại tiêm kích này được thiết kế để hoạt động cùng với máy bay không người lái UAV tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm thay thế cho F-22, dòng tiêm kích hiện đại nhất hiện nay của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chương trình NGAD, dự kiến sẽ công bố nhà thầu trong năm nay, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin cho biết lực lượng này vẫn chưa quyết định về tương lai của tiêm kích thế hệ thứ 6. Vài ngày trước, ông Allvin cho biết, các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành và chưa có quyết định nào được đưa ra. Chúng tôi đang phải xem xét rất nhiều lựa chọn khó khăn. Một số quan chức không quân Mỹ trước đó cũng ám chỉ rằng nước này có thể từ bỏ NGAD, quay lại áp dụng mô hình phát triển chiến đấu cơ do người đứng đầu chương trình mua sắm của không quân Mỹ Win Roper đề xuất năm 2019. Theo mô hình này, Mỹ sẽ chế tạo các chiến đấu cơ nhỏ hơn với tuổi thọ ngắn hơn, giúp nhanh chóng thay đổi thiết kế và công nghệ để đối phó với các mối đe dọa mới. Khái niệm này được gọi là cách tiếp cận Digital Century Series, chuỗi kỷ nguyên số, một phần vì nó áp dụng hoàn toàn công nghệ kỹ thuật số vào quá trình thiết kế máy bay, và phần nào cũng tương tự với các dòng chiến đấu cơ có thể thay đổi thiết kế nhanh chóng vào những năm 1950 và 1960, từ F-100 Super Sapre cho đến F-106 Dentadad. Các mẫu tiêm kích tiên tiến nhất hiện nay như dòng F-35 của tập đoàn Lockheed Martin được thiết kế để hoạt động từ 50 năm trở lên. Lý do chúng có tuổi thọ dài là vì Mỹ đã đầu tư rất nhiều tiền để phát triển mẫu máy bay này. Tuy nhiên, áp dụng mô hình trên cho NGAD gặp phải hai nhược điểm lớn. Thứ nhất là về công nghệ. Do Mỹ không thể duy trì ưu thế về không quân nếu chỉ sử dụng một mẫu tiêm kích đến năm 2070 mà không cải tiến và tích hợp thêm các công nghệ mới. Điều này cũng khiến không quân Mỹ đối mặt với nguy cơ không kịp thích ứng để đối phó với các mối đe dọa mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Ông Allvin cho biết, chúng tôi không thể nhét tất cả trứng vào cùng một giò để sau đó nhận ra rằng mối đe dọa đã trở nên nguy hiểm hơn. Nhược điểm thứ hai là về chi phí. Do chi phí để kéo dài tuổi thọ của chiến đấu cơ thường rất lớn. Với chương trình F-35, tổng chi phí của nó ước tính sẽ vượt mức 2.000 tỷ đô la Mỹ khi máy bay hết vòng đời. Trong đó, chi phí bảo dưỡng và duy tu chiếm tới 80%, tương đương 1.600 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, mô hình chuỗi kỷ nguyên số của ông Roper sẽ giúp cắt giảm chi phí này bằng cách tập trung vào phát triển các phần mềm linh hoạt cao, sử dụng quy trình kỹ thuật số và cấu trúc mô đun hệ thống mở, cho phép không quân Mỹ nhanh chóng phát triển và triển khai những tiêm kích mới thường xuyên hơn, đủ để giới hạn tuổi thọ mỗi mẫu phi cơ ở mức 10 đến 20 năm. Điều này cho phép không quân Mỹ triển khai liên tục những thiết bị hiện đại nhất thế giới mà không phải tốn nhiều chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng máy bay. Những chi phí thường gia tăng theo tuổi thọ của phi cơ khi chúng hoạt động quá lâu và không còn đáp ứng được yêu cầu công nghệ hiện đại. Ông Allvin cho biết, chế tạo để dùng lâu dài là khẩu hiệu lớn vào thế kỷ 20, với giả định rằng những thứ mà bạn có bây giờ vẫn sẽ hữu dụng chừng nào chúng còn tồn tại. Tôi không chắc điều đó còn đúng vào thời điểm này. Việc ra mắt nhiều mẫu tiêm kích trong thời gian ngắn hơn sẽ giúp tăng tính cạnh tranh trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Hiện nay, Mỹ chỉ còn 3 tập đoàn chính phát triển chiến đấu cơ là Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman. Các tập đoàn này chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ thương mại và quân sự khác thay vì tập trung vào tiêm kích do số lượng hợp đồng trong lĩnh vực này không nhiều. Nếu áp dụng mô hình chuỗi kỷ nguyên số, không quân Mỹ có thể ra mắt một mẫu chiến đấu cơ mới mỗi 10 năm, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mới hoặc nhỏ hơn tham gia cạnh tranh trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc quay lại mô hình của ông Roper khi chương trình NGAD đã bắt đầu từ năm 2014 có thể gây ra một số vấn đề. Hồi năm 2020, ông Roper cho biết, chúng tôi đã chế tạo một nguyên mẫu NGAD và cho nó bay thử trong điều kiện thực tế. Chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp tục quá trình chế tạo mẫu tiêm kích thế hệ mới theo cách chưa từng được thực hiện. Với dự án đã triển khai trong một thập kỷ, việc chuyển đổi mô hình sẽ khiến không quân Mỹ phải thay đổi thiết kế hiện tại đang được thử nghiệm, nhằm giảm chi phí và cắt ngắn tuổi thọ vận hành, dẫn đến lãng phí một khoản ngân sách lớn. Bộ trưởng Bộ Không quân Mỹ Frank Kendall từng cho rằng việc thay đổi vào thời điểm này là quá tốn kém. Dù vậy, các quan chức không quân Mỹ dường như đang cân nhắc quay lại mô hình của ông Roper, mặc dù phải đối mặt với các vấn đề đã nêu. Họ không có nhiều thời gian để quyết định, khi mà tiêm kích F-22, mẫu chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không cuối cùng của Mỹ, đang gần hết tuổi thọ. Dòng máy bay F-22 ra mắt từ năm 1997 và đã ngừng sản xuất. Tuổi thọ khung thân của chúng khoảng 6.000 giờ, có thể tạm thời kéo dài, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị hao mòn. Phần lớn cơ sở sản xuất F-22 đã chuyển sang chương trình F-35 nên không thể chế tạo thêm mẫu F-22. Nếu không kịp sản xuất mẫu chiến đấu cơ mới thay thế F-22, không quân Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không trong một khoảng thời gian. Dù vậy, ông Allvin có thể đưa ra tuyên bố trên nhằm gây sức ép để hai tập đoàn Lockheed Martin và Boeing điều chỉnh đề xuất đấu thầu, cụ thể là vấn đề giá thành. Trong bối cảnh không quân Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phân bổ ngân sách cho các dự án quan trọng khác như oanh tạc cơ B-21 hay tên lửa xuyên lục địa Sentinel. Quốc hội Mỹ cũng có thể là mục tiêu mà ông Allvin nhắm tới, nhằm giúp không quân có được ngân sách lớn hơn cho NGAD trong năm tài khóa 2026. Trong khi tương lai của tiêm kích NGAD còn bỏ ngỏ, chương trình phát triển UAV hỗ trợ vẫn đang tiến hành tích cực. Các UAV này sẽ hoạt động trong 10 năm trước khi được thay thế bằng các mẫu mới. Dự kiến, các UAV này sẽ bay cùng với biến thể F-35 Block 4 sắp ra mắt và có thể là cả các tiêm kích đời cũ đã được hiện đại hóa như F-22 và F-15EX. Sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu EP, Liên minh châu Âu EU bắt đầu một nhiệm kỳ mới 5 năm nên phải bố trí lại nhân sự vào những cương vị quyền lực chủ chốt là Chủ tịch Ủy ban EU, Chủ tịch Hội đồng các vị trí đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên EU, gọi tắt là Hội đồng EU. Các cao ủy phụ trách những lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là đặc phái viên phụ trách đối ngoại. Đối với một tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đó là việc bầu Tổng thư ký mới thay thế ông Jens Stoltenberg. Người này vốn đã kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO từ nhiều tháng nay, nhưng được đề nghị làm tiếp thêm một thời gian vì xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như vì các thành viên NATO chưa nhất trí được với nhau về nhân sự thay thế. Bây giờ, dàn lãnh đạo của EU và NATO cho nhiệm kỳ mới đã lộ diện. Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban EU Ursula von der Leyen được đề cử tiếp tục tái nhiệm. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa được chọn làm Chủ tịch Hội đồng EU. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas sẽ trở thành đặc phái viên của EU về đối ngoại. Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm, ông Mark Rutte sẽ kế nhiệm ông Jens Stoltenberg. Ở cuộc bầu cử EP vừa rồi, phe cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa trong EU trỗi dậy mạnh mẽ và thắng lớn. Bà von der Leyen tiếp tục tại nhiệm vì liên minh này muốn thể hiện là EU vẫn ổn định và tiếp tục đường hướng chính sách lâu nay, cho dù cục diện quyền lực chính trị trong EP đã có thay đổi khá nhiều. Bên cạnh đó, EU kiên định quyết tâm đẩy lùi sự hỗ trợ và thắng thế của các đảng phái, lực lượng chính trị thuộc cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa trong chính nội bộ tổ chức này. Ông Costa và bà Kallas được để ý đến vì như thế sẽ giúp EU tạo nên sự cân bằng giữa các vùng miền khi phân bổ các cương vị quyền lực trong nhiệm kỳ mới. Cả bà Kallas lẫn ông Mark Rutte đều đặc biệt nổi bật trong thời gian vừa qua trên phương diện ủng hộ Ukraine và cứng rắn với Nga. Về đối ngoại và an ninh, EU và NATO đều xác định ưu tiên chính sách và chiến lược hàng đầu bây giờ là hậu thuẫn Ukraine. Cho nên có thể thấy được ở đây, cả hai người này đều được coi là sự lựa chọn nhân sự tốt nhất, tạo nên cặp bài trùng hoàn hảo về chính sách đối ngoại và an ninh của EU và NATO. Sự dàn xếp nhân sự này đặc biệt quan trọng đối với EU và NATO vì cả hai cần dùng nó để gây dựng và củng cố sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ. Cả hai đều ý thức được rằng chỉ khi nội bộ được như thế thì EU và NATO mới có được đủ tiềm lực thực tế để ứng phó kịch bản rất có thể xảy ra là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở lại cầm quyền ở nước Mỹ. Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm, ông Mark Rutte dự kiến trở thành tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Hungary. Tuy nhiên, Germany vẫn là quốc gia cuối cùng chưa ủng hộ ông Rutte trở thành tổng thư ký tiếp theo của Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu này. NATO đang tìm kiếm sự đồng thuận cần thiết giữa 32 thành viên để tìm người kế nhiệm Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi ông hết nhiệm kỳ vào tháng 10 năm nay. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều cho biết họ sẽ ủng hộ ứng cử viên là ông Mark Rutte. Một trong những nước không ủng hộ là Hungary đã ngừng phản đối vào ngày 18 tháng 6. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết Thủ tướng Hà Lan đã đồng ý tôn trọng thỏa thuận đạt được với ông Jens Stoltenberg rằng sẽ không có binh sĩ Hungary nào tham gia vào các hoạt động của NATO ở Ukraine và sẽ không có quỹ nào của Hungary dùng để hỗ trợ Kiev. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Orbán cho biết Hungary sẵn sàng ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Mark Rutte cho vị trí Tổng thư ký NATO. Về phần mình, ông Jens Stoltenberg phát biểu, rõ ràng rằng chúng ta đã tiến rất gần đến một thỏa thuận trong Liên minh. Đó là tin tốt và ông Mark Rutte là một ứng cử viên rất nặng ký. Cùng ngày, tân Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ ông Mark Rutte cho vị trí đứng đầu NATO. Như vậy, Thủ tướng Hà Lan chỉ cần được Germany ủng hộ cho vị trí Tổng thư ký NATO, Tổng thống Germany Klaus Iohannis cũng sẽ cạnh tranh vào vị trí này. Ông Iohannis, 65 tuổi, đã cam kết sẽ đổi mới quan điểm cho NATO với tư cách là thành viên ở sườn phía đông NATO. Tháng 3 vừa qua, khi tuyên bố tranh cử, ông Iohannis nói, đã đến lúc Germany, quốc gia gia nhập NATO vào năm 2004, phải đảm nhận trách nhiệm, thậm chí còn lớn hơn trong vai trò lãnh đạo khu vực châu Âu Đại Tây Dương. Các cường quốc hàng đầu NATO đang thúc ép các bên đạt được thỏa thuận về vị trí tổng thư ký mới của Liên minh trước hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng tới. Germany, giáp Ukraine và Biển Đen, đã ngày càng có tầm quan trọng chiến lược kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 2022. Nước này có hơn 5.000 binh sĩ nước ngoài đồn trú. Việc đề cử tổng thư ký NATO mới cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên liên minh và hầu hết dường như sẵn sàng ủng hộ ông Mark Rutte. Ông Mark Rutte hiện giữ vai trò Thủ tướng Hà Lan tạm thời và sẽ rời vị trí của mình trong vài tuần tới sau khi chính phủ mới của Hà Lan được thành lập. Ngày 20 tháng 6, Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng nghiên cứu kế hoạch kết nối tuyến đường sắt bờ Đông ECRN trị giá 10 tỷ đô la Mỹ của Malaysia với các dự án đường sắt khác do Trung Quốc hỗ trợ ở Lào và Thái Lan nhằm mở rộng sáng kiến vành đai và con đường của Bắc Kinh trên khắp Đông Nam Á. Theo đó, trong buổi lễ khởi công tại công trường xây dựng ECRN, tuyến đường sắt dài 665 km nối bờ biển phía đông và phía tây của bán đảo Malaysia vào cuối năm 2026. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nêu rõ, kế hoạch này sẽ biến tuyến đường sắt xuyên Á chạy từ Côn Minh Trung Quốc đến Singapore trở thành hiện thực. Thủ tướng Lý Cường nói, điều này sẽ thúc đẩy việc xây dựng các hành lang thương mại đường bộ và đường biển quốc tế mới, tăng cường kết nối khu vực và làm sâu sắc hơn việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Chính phủ Malaysia cho biết, Kuala Lumpur sẽ xem xét việc mở rộng tuyến đường sắt tới biên giới với Thái Lan do Trung Quốc hậu thuẫn. Thủ tướng Trung Quốc đang ở chặng thứ 3 sau chuyến công du New Zealand và Australia. Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng và đầu tư vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh đang diễn ra với Mỹ. Ông đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau khi đến Kuala Lumpur hôm 18 tháng 6 trong chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 19 tháng 6, người lãnh đạo phong trào Hezbollah tại Liban, ông Hassan Nasrallah đã cảnh báo rằng lực lượng này sẽ thực hiện một cuộc chiến không giới hạn với Israel và khẳng định rằng không nơi nào ở nước này sẽ an toàn nếu một cuộc chiến toàn diện bùng nổ. Ông Nasrallah tuyên bố sẽ không có nơi nào ở Israel an toàn trước tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi nếu một cuộc chiến rộng lớn hơn xảy ra. Ông Nasrallah tiết lộ rằng nhóm của ông có một loạt mục tiêu có thể tấn công chính xác. Thủ lĩnh Hezbollah cho biết nhóm vũ trang tại Liban đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống khó khăn nhất và cảnh báo sẽ tấn công khu vực Galilee của Israel nếu căng thẳng và đối đầu leo thang. Ông Nasrallah nói thêm, Israel biết những gì đang chờ đợi họ ở Địa Trung Hải là rất đáng ngại. Trước một trận chiến quy mô này, họ biết rằng giờ đây họ sẽ phải chống lại chúng ta trên đất liền, trên không và trên biển. Những cảnh báo của ông Nasrallah được đưa ra trong bối cảnh ngày 18 tháng 6, Ngoại trưởng Israel, ông Katz, tuyên bố rằng quyết định về một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah sẽ sớm được đưa ra. Và quân đội Israel cho biết các kế hoạch hoạt động trong một cuộc tấn công quy mô lớn tại Liban đã được phê duyệt và xác thực. Trong phát biểu ngày 19 tháng 6, ông Nasrallah cũng đe dọa Ship, quốc gia thành viên EU gần Liban nhất, rằng nước này có thể trở thành mục tiêu tấn công của Hezbollah nếu cho phép Israel sử dụng lãnh thổ của mình trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Thủ lĩnh Liban cũng chỉ trích gay gắt Cộng hòa Ship vì cho phép Israel sử dụng các sân bay và căn cứ của mình để tập trận quân sự. Ông Nasrallah nhận định, chính phủ Ship phải được cảnh báo rằng việc mở các sân bay và căn cứ của Ship cho Israel nhắm vào Liban có nghĩa là chính phủ Ship đã trở thành một phần của cuộc chiến và lực lượng kháng chiến Hezbollah sẽ đối phó với nước này như một phần của cuộc chiến. Phản hồi lại, cũng trong ngày 19 tháng 6, Tổng thống Ship Nikos Christodoulides tuyên bố Ship vẫn không tham gia cuộc xung đột quân sự nào và tự coi mình là một phần của giải pháp chứ không phải là vấn đề. Ông Christodoulides nhấn mạnh vai trò nhân đạo của Ship ở Trung Đông khi nước này tạo điều kiện mở hành lang biển để vận chuyển viện trợ cần thiết đến Gaza. Ông Christodoulides cho biết, hành lang nhân đạo của chúng tôi là minh chứng cho cam kết đối với hòa bình và ổn định. Những tuyên bố như vậy không hề dễ chịu, nhưng chúng không phản ánh thực tế. Ship không tham gia hoạt động quân sự nào. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết thêm rằng Ship sẽ phản ứng về lời cảnh báo của Hezbollah thông qua các kênh ngoại giao. Trong một cuộc họp tại Điện Elysee, các thành viên nội các Pháp đã bày tỏ sự bất bình nhưng không thể ngăn cản quyết định của Tổng thống Macron về việc giải tán Quốc hội. Nhiếp ảnh gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Soazic de la Moissonnière, đã đăng tải những bức ảnh đen trắng về hoạt động của ông tại Điện Elysee vào ngày 9 tháng 6, thời điểm kết thúc cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu EP. Tại Pháp, Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia RN đã giành được 31,3% phiếu bầu, nhiều gấp đôi so với Đảng Phục Hưng theo đường lối trung dung của ông Macron. Sau cuộc bầu cử, tối ngày 9 tháng 6, ông Macron đã triệu tập cuộc họp nội các tại Điện Elysee để bàn bạc về kế hoạch giải tán Quốc hội Pháp và tổ chức bầu cử sớm nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của phe cực hữu. Những bức ảnh đen trắng về cuộc họp đã thể hiện phần nào sự lo lắng, bất bình và thất vọng của những người gần gũi với Tổng thống Pháp trước quyết định này. Theo nhận định của tờ Politico, việc bà Moissonnière, nhiếp ảnh gia chính thức của Điện Elysee, đăng tải những bức ảnh này lên Instagram có thể được xem là động thái bất thường, nhưng không ai phủ nhận rằng chúng phản ánh đúng không khí căng thẳng và lo âu trong nội các của ông Macron vào thời điểm quyết định. Người từng là cố vấn truyền thông của cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, Gaspard Ganzer nhận định, đó là một bức ảnh đẹp thể hiện tính nghiêm trọng của thời điểm, cho thấy vẻ choáng váng và bị sốc của các bộ trưởng. Trong bức ảnh, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ngồi đối diện với ông Macron, tay khoanh trước ngực. Ông Attal, 35 tuổi, được ông Macron bổ nhiệm hồi tháng 1 năm nay và đã trở thành ngôi sao sáng của Đảng Phục Hưng, được kỳ vọng là người kế nhiệm Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, với quyết định tổ chức bầu cử sớm của Tổng thống Macron, ông Attal có thể sẽ mất chức Thủ tướng nếu Đảng Phục Hưng thất bại trong cuộc bầu cử. Bên phải là ông Chủ tịch Quốc hội Pháp Jean Braun-Pivet đang ghi chép. Bên trái là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerald Damanin với đôi tay chắp trước mặt. Chia sẻ với Telegraph, chuyên gia truyền thông chính trị Philippe Morel Chevrolet, giảng viên Đại học Sciences Po Paris, Pháp cho biết, bạn có thể nhận thấy cảm giác bị coi thường trong ánh mắt của ông Attal. Cảm xúc của những người có mặt là chân thật, mãnh liệt và tiêu cực. Bà Braun-Pivet được cho là đã nói với Tổng thống Macron rằng quyết định này là sai lầm và đã cố gắng thuyết phục ông thay đổi ý định. Bà nói, vẫn còn những cách khác Trong nhiều tháng qua, bà đã ủng hộ ý tưởng thành lập liên minh với phe cánh hữu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Bruno Le Maire cảnh báo có hai kiểu giải tán mang tính chính trị có thể tạo ra thế đa số mới và giải tán mang tính lợi ích sẽ dẫn đến khủng hoảng chế độ. Tổng thống Macron hỏi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu rằng, còn ông Sébastien, ông nghĩ thế nào? Ông Lecornu đáp lời, với tư cách Bộ trưởng, tôi sẽ không trả lời câu hỏi vì ngài dường như đã suy tính kỹ. Nhưng với tư cách nhà vận động, ngài đã thực hiện nghiên cứu nào cho thấy cuộc bầu cử này sẽ có kết quả tốt hơn so với bầu cử EP chưa? Ông Macron nhận định, không, chúng tôi chưa thực hiện cuộc thăm dò nào. Đây là một cuộc bầu cử mới, do đó sẽ mang đến động lực mới. Ngay sau đó là một khoảng thời gian im lặng xuất hiện. Ông Lecornu nói thêm, chúng ta bắt đầu một cuộc bầu cử sớm. Lý do ngài đưa ra để kêu gọi cử tri sẽ cần phải được người dân hiểu rõ. Nếu không bắt đầu đúng cách, chúng ta sẽ không thể đưa mọi thứ đi đúng hướng được. Mặc dù vậy, tất cả những lời khuyên này đều không thể ngăn cản được quyết tâm của ông Macron. Sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố, các đảng cực hữu đang trỗi dậy ở mọi nơi tại châu lục. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn trước tình hình này. Tôi không thể hành xử như mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi quyết định sẽ trao cho người dân quyền lựa chọn. Đêm nay tôi sẽ giải tán quốc hội. Sau quyết định tổ chức bầu cử sớm với hai vòng vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7, các đồng minh của Tổng thống Macron ngày càng tỏ ra hoài nghi về tương lai của liên minh cầm quyền. Hôm 12 tháng 5, tờ Le Figaro dẫn lời Bộ trưởng Le Maire nói, đất nước đang xa cơ lỡ vận. Ông Le Maire đã chỉ trích Tổng thống Macron vì quyết định đơn độc giải tán quốc hội, cho rằng lựa chọn này gây ra sự lo lắng, hiểu lầm và đôi khi là phẫn nộ trong lòng người dân Pháp cũng như những người khác. Điều này được xem là rất bất thường, vì ông Le Maire luôn được xem là đồng minh trung thành của ông Macron. Thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội cũng tạo ra nhiều trở ngại cho các đồng minh của ông Macron, những người chưa sẵn sàng đối đầu trực tiếp với phe cực hữu. Tổng thống Macron đang trong nhiệm kỳ thứ hai và theo quy định hiến pháp, ông không thể tái tranh cử vào năm 2027. Điều này tạo cơ hội cho bà Marine Le Pen, lãnh đạo RN tại quốc hội, tranh cử vị trí tổng thống mà có thể không gặp phải đối thủ nặng ký nào. Một số đối tác của ông Macron trong liên minh cầm quyền, bao gồm Thủ tướng Attal, cựu Thủ tướng Edouard Philippe và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Damanin từng có tham vọng vào Điện Élysée. Giờ đây, khi liên minh trung dung bắt đầu rạn nứt, họ có xu hướng tìm kiếm con đường riêng, thiên về độc lập hơn. Nhà khoa học chính trị tại Đại học Paris Panthéon Assad Pháp Benjamin Morel nhận định, liên minh của Tổng thống Pháp đang tan rã nhanh chóng, các đối tác dần xa rời. Theo chuyên gia Morel, cuộc bầu cử Quốc hội Pháp khả năng cao sẽ củng cố thêm sức mạnh cho cả phe cánh tả và RN, khiến họ trở thành những lựa chọn thay thế cho các chính sách trung dung. Ông nhận định, sau ông Macron, phe trung dung nguy cơ biến thành nơi các chính trị gia kết thúc sự nghiệp. Khi có ít chính trị gia, mạng lưới ủng hộ, một ứng viên trung dung sẽ khó chinh phục ghế tổng thống. Ngày 19 tháng 6, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đã công bố những bức ảnh cho thấy xuồng tiếp viện của Hải quân Philippines bị các tàu Trung Quốc bao vây, trong đó có một tàu tuần duyên nhỏ. Tờ SCMP cho biết, các thành viên lực lượng tuần duyên Trung Quốc được nhìn thấy trên xuồng tiếp viện của Philippines. Vụ việc xảy ra vào hôm 17 tháng 6 khi xuồng Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tiếp viện cho tàu chiến Philippines bị mắc cạn. Đây là vụ khám xét tàu đầu tiên được thực hiện kể từ khi Trung Quốc đưa ra các quy định thực thi pháp luật mới cho lực lượng tuần duyên nước này. Quy định mới cho phép lực lượng tuần duyên Trung Quốc kiểm tra hàng hóa trong quá trình khám xét tàu trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong vụ việc căng thẳng hôm 17 tháng 6, quân đội Philippines cáo buộc phía Trung Quốc cố ý đâm va tốc độ cao. Các phương tiện truyền thông cho biết, hai xuồng cao su của Philippines đã bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc kéo đi, sau đó bỏ lại. Hãng tin AP đưa tin, phía Philippines có tới 8 thủy thủ bị thương trong vụ va chạm. Trước đó, lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết các biện pháp đã được thực hiện đối với các tàu Philippines, bao gồm cảnh báo và ngăn chặn, lên tàu kiểm tra và buộc trục xuất vì các tàu Philippines đã tiến vào trái phép vùng biển và tiếp cận một cách nguy hiểm một tàu Trung Quốc. Tuyên bố khẳng định, trách nhiệm về vụ va chạm hoàn toàn thuộc về phía Philippines. Bắc Kinh và Manila đã đổ lỗi cho nhau về vụ va chạm này. Bộ Ngoại giao Philippines gọi hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp và liều lĩnh. Ngày 19 tháng 6, Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh, Philippines đã nỗ lực xây dựng lại một môi trường thuận lợi cho đối thoại và tham vấn với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Điều này không thể đạt được nếu lời nói của Trung Quốc không tương thích với hành động của họ trên biển. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Li Qian cho biết, các biện pháp thực thi pháp luật mà lực lượng tuần duyên Trung Quốc thực hiện tại chỗ là chuyên nghiệp và có tính kiềm chế, nhằm ngăn chặn việc tiếp tế bất hợp pháp của các tàu Philippines và không có hành động trực tiếp nào được thực hiện đối với lực lượng Philippines. Đổ lỗi vụ việc cho phía Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Manila đã tìm cách đưa vật liệu xây dựng, thậm chí vũ khí và đạn dược cho quân nhân đồn trú trên Bách Cạn như một phần trong kế hoạch kiểm soát khu vực tranh chấp này. Hồi đầu tuần này, Mỹ tuyên bố đứng về phía đồng minh Philippines và lên án những hành động leo thang và vô trách nhiệm của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mỹ cũng nhắc lại rằng các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu, máy bay và lực lượng bảo vệ bờ biển của Philippines sẽ viện dẫn hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước. Ngày 20 tháng 6, hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này đã thực hiện một đánh giá kín về quan điểm của giới lãnh đạo Trung Quốc đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo đó, họ tin rằng Bắc Kinh không thấy hoặc thấy rất ít mặt tích cực từ màn tranh cử sắp tới giữa ông Biden và ông Trump. Một tuần trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng Trung Quốc không thể hiện rõ ràng sự ưa thích đối với ứng viên nào. Kết luận này gợi ý rằng các quan chức Trung Quốc tin là mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục đi xuống trong dài hạn, bất chấp việc tăng cường tiếp xúc cấp cao thời gian gần đây để quản lý những khác biệt. Đánh giá trên được cho là phù hợp với những gì mà các quan chức Trung Quốc đã chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn. Theo họ, Bắc Kinh cho rằng hai ứng viên có ý định kiềm chế Trung Quốc và ngăn chặn nước này trỗi dậy. Trong thời gian cầm quyền, ông Trump đã tiến hành cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng cách áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này, tăng cường quan hệ với Đài Loan và tái định hướng chiến lược quân sự để đối phó với Bắc Kinh. Các biện pháp thuế này tiếp tục được duy trì dưới thời ông Joe Biden. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ từ chối bình luận về đánh giá này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cũng từ chối bình luận về cuộc bầu cử Mỹ vì đó là vấn đề nội bộ của Washington. Các quan chức Trung Quốc tin rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể sẽ mang đến những biện pháp mới nhằm kiềm chế Trung Quốc. Ông Trump đã đề xuất đánh thuế 60% đối với hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng tin rằng ông Trump có thể làm suy yếu quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh, tạo cơ hội cho Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Mỹ đã xảy ra mâu thuẫn với châu Âu về chi tiêu quân sự, cũng như với Hàn Quốc và Nhật Bản về chi phí đồn trú binh sĩ. Điều Trung Quốc lo ngại về nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden là khả năng ông sẽ tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực để chống lại sự hung hăng của Bắc Kinh. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh phía Nam trong những ngày gần đây đã gây ra lũ lớn tại nhiều thành phố. Cụ thể, theo số liệu từ trạm khí tượng thủy văn sông Ly Giang tại thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, mưa lớn liên tiếp những ngày qua đã gây ra trận lũ lụt đầu tiên trong vòng 30 năm qua tại thành phố này. Nước lũ đã tràn vào ga tàu cao tốc ở phía bắc thành phố, buộc một số chuyến tàu phải thay đổi lộ trình. Thông tin từ cơ quan quản lý ga tàu cao tốc Quế Lâm cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng mưa lớn kéo dài, đoàn tàu khi tới ga Quế Lâm sẽ chỉ cho khách lên tàu và không để hành khách xuống ga đó. Tại tỉnh Phúc Kiến, lũ lớn đã làm hư hại ít nhất 8 cây cầu ở thị trấn Khê Khẩu thuộc thành phố Long Nham và khiến 15 ngôi làng tại đây mất liên lạc với bên ngoài. Ở tỉnh Quảng Đông, tình hình lũ lụt đã buộc giới chức thành phố Mai Châu phải di rời hàng chục nghìn người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh. Quan chức Trịnh Đĩnh thuộc cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông nói với trang tin Sohu rằng thiên tai lần này ở thành phố Mai Châu hết sức nghiêm trọng. Chúng tôi đã cho di rời hơn 35.000 người tới nơi an toàn, trong đó hơn 4.800 người tới những khu tái định cư tập trung. Ngoài việc cung cấp thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác, một số đội y tế đã được triển khai để ngăn chặn khả năng dịch bệnh xảy ra. Hiện tại chưa có số liệu thống kê cụ thể về thiệt hại và người và tài sản do mưa lũ gây ra ở miền Nam Trung Quốc. Tờ RT mới đây đưa tin, Hungary đã công bố khẩu hiệu cho vị trí chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu trong nửa cuối năm nay. Khẩu hiệu mà Hungary đưa ra là Make Europe Great Again, viết tắt là MEGA, tạm dịch là làm châu Âu vĩ đại trở lại. Khẩu hiệu này ngay lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến khẩu hiệu Make America Great Again, viết tắt là MAGA của ông Donald Trump khi ông tranh cử thành công chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Hungary dự kiến sẽ bắt đầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 7 và giữ vai trò này đến hết năm nay. Trong 6 tháng này, các nhà ngoại giao Hungary sẽ chủ trì các cuộc họp tại Bruxelles và định hình chương trình nghị sự chính trị của EU. Ngày 18 tháng 6, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu, ông János Bóka, phát biểu rằng khẩu hiệu này chỉ ra một nhiệm kỳ chủ động và chứng tỏ rằng cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn là tách rời. Ông Bóka nhắc đến sự giống nhau trong khẩu hiệu của Hungary với khẩu hiệu của ông Trump và nói đùa rằng tôi không biết rằng ông Donald Trump đã từng muốn làm cho châu Âu trở nên vĩ đại. Ông cũng lưu ý rằng Hungary đang tiếp nhận EU trong một môi trường rất khó khăn với một cuộc chiến gần kề, ám chỉ đến xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, ông cũng cho rằng nhập cư bất hợp pháp là một trong những thách thức cấp bách mà khu vực cần phải giải quyết. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã vấp phải nhiều chỉ trích từ EU vì theo đuổi các chính sách trái ngược với Bruxelles. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, thay vào đó kêu gọi giải pháp ngoại giao và duy trì quan hệ kinh tế với Nga. Hồi đầu năm nay, Thủ tướng Orbán đã bay sang Mỹ để gặp ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng ông Trump đã thể hiện mình là người ủng hộ hòa bình. Khi đó, ông Orbán cũng cho biết lập trường đó khiến ông có quan điểm phù hợp với Hungary, không giống như chính quyền Mỹ hiện tại và nhiều thành viên EU. Chính sách nhập cư của Hungary liên quan đến việc xử lý người di cư và người xin tị nạn ở biên giới đã bị Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu ECJ phạt 200 triệu euro, 216 triệu đô la Mỹ. Năm 2020, Tòa án Công lý châu Âu ECJ đã đưa ra phán quyết về hai vấn đề ở Hungary. Thứ nhất, đó là quyền của người nộp đơn xin tị nạn được ở lại Hungary, trong khi chờ quyết định cuối cùng về việc kháng cáo sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối. Thứ hai, đó là việc trục xuất những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hungary. Phán quyết của tòa án năm 2020 yêu cầu Hungary phải nộp phạt hàng ngày 1 triệu euro cho đến khi thực hiện đầy đủ các biện pháp. Chính phủ của Thủ tướng Orbán cho rằng phán quyết năm 2020 là không cần thiết vì nước này đã đóng cửa khu vực quá cảnh và thắt chặt các quy định nhằm hạn chế người xin tị nạn trong tương lai. Theo luật hiện hành, người dân chỉ có thể gửi yêu cầu xin tị nạn từ bên ngoài biên giới Hungary tại các đại sứ quán của nước này ở Serbia hoặc Ukraine. Năm 2021, Thủ tướng Orbán đã tuyên bố rằng sẽ duy trì chế độ hiện tại ngay cả khi Tòa án châu Âu yêu cầu chúng tôi thay đổi. Sau đó, Ủy ban châu Âu EC đã nộp đơn 2 lần lên tòa án để yêu cầu Hungary thay đổi các biện pháp về chính sách nhập cư. Sự bất đồng ngày càng gia tăng khi Budapest có nhiều động thái mới đối với người Ukraine xin tị nạn ở Hungary không trở về nước để phục vụ quân ngũ. Trong bài phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Tổng thống tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 19 tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về nhân khẩu học, đưa ra nhiều giải pháp cho tình trạng suy giảm dân số. Ông Yoon nhấn mạnh rằng sự suy giảm dân số nhanh chóng đã trở thành một vấn đề gây lo ngại về sự tồn vong của Hàn Quốc. Do đó, chính phủ Hàn Quốc cần tăng cường các biện pháp để thúc đẩy tỷ lệ sinh. Các biện pháp mới này dựa trên việc đánh giá lại kỹ lưỡng các nỗ lực trước đây của chính phủ, vốn được coi là không hiệu quả dù đã có sự đầu tư đáng kể. Trong quý 1 năm nay, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 0,76 và dự kiến sẽ giảm xuống 0,68 vào năm 2024. Nhận thức được tính cấp bách của vấn đề này, Tổng thống Yoon cho biết chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một hệ thống ứng phó khẩn cấp toàn diện, bao gồm việc thành lập Bộ Chiến lược Dân số. Theo kế hoạch, người đứng đầu Bộ Chiến lược Dân số sẽ đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội, giám sát việc xây dựng chiến lược quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề về dân số và chính sách xã hội rộng hơn liên quan đến giáo dục, lao động và phúc lợi để đối phó với tỷ lệ sinh thấp. Bên cạnh đó, sẽ có thêm một thư ký Tổng thống phụ trách vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung vào 3 khía cạnh chính, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc trẻ em và nhà ở. Các biện pháp được triển khai để hỗ trợ các bậc cha mẹ cân bằng giữa trách nhiệm công việc và chăm sóc con cái, bao gồm việc áp dụng 2 tuần nghỉ phép ngắn hạn để chăm sóc trẻ em trong các trường hợp khẩn cấp như khi trẻ bị ốm. Ngoài ra, các bậc cha mẹ có thể giảm giờ làm việc nếu có con dưới 12 tuổi, thay vì chỉ áp dụng với người có con dưới 8 tuổi như trước đây. Để khuyến khích sự tham gia của các ông bố trong việc chăm sóc con cái, thời gian nghỉ thai sản sau khi sinh con sẽ tăng từ 10 ngày lên 20 ngày. Các ông bố cũng có thể nghỉ phép trong thời gian vợ mang thai với những điều kiện cụ thể thay vì chỉ sau khi sinh con. Mức lương nghỉ phép chăm sóc trẻ em trong 3 tháng đầu cũng sẽ tăng lên 2,5 triệu won từ mức 1,5 triệu won hiện tại. Mức này sẽ giảm còn 2 triệu won trong 3 tháng tiếp theo và còn 1,6 triệu won trong 6 tháng cuối. Chính phủ Hàn Quốc sẽ phổ cập giáo dục và chăm sóc miễn phí cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, mở rộng các chương trình sau giờ học cho tất cả các lớp tiểu học trên toàn quốc vào năm 2026 và tăng dần các chương trình miễn phí.